2019. Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn hình ảnh của buổi gặp mặt truyền thống khóa 7 trường trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương. Và kỷ niệm 52 năm ngày tựu trường. Ngày 15 tháng 8 1967. Ngày 15 tháng 8 2019. Địa điểm tổ chức tại nhà hàng Thu Hằng, số 18, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tôi xin phép các anh chị khóa 7 được dùng từ anh chị. Thực ra thì tuổi của các cựu sinh viên trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương Quế Võ Hà Bắc ở khóa 7 thì đa phần là đã từ 70 tuổi trở lên, cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, tuổi mà chúng ta thường hay dùng từ gọi là các cụ. Nhưng qua cái phóng sự này, Đỗ Sinh xin phép được gọi dùng từ anh chị khóa 7 để mang tính chất chúng ta cùng một mái nhà chung của cựu sinh viên Quế Võ Hà Bắc, và mang tính chất gia đình đầm ấm tình cảm và để trẻ trung hơn với danh từ các anh các chị. Buổi họp mặt hôm nay chúng ta rất là vinh dự được thầy Nguyễn Hữu Trị, nguyên hiệu trưởng của trường, đối dự với các anh chị khóa 7. Chúng ta đến đây được con số rất là ít. Thế thì ở đây thì báo cáo với thầy anh chị như thế này.
bởi vì là chúng ta đều độ tuổi coi như là ngoài 70 rồi, nên là việc di chuyển đi lại nó có nhiều khó khăn, cho nên là chúng ta không về được. Chúng ta một nội dung thì ở đây của các anh.
không quá chúng ta xấu số thiệt vật sớm ra đi không trả về cho mọi người cảm mặt trong đường vui hơn nữa. Hôm nay thì tôi xin mời thầy cùng các bạn đứng dậy ngay để phút tập niệm các bạn để phút tưởng niệm đến các anh các chị đã lên đường nhập ngũ và đã hy sinh. Đa phần khóa 7 các anh chị sẽ lên đường nhập ngũ vào những năm 69-70. Và ở những cái năm trước đó cũng có một số lên đường nhập ngũ, nhưng chủ yếu nhất là 69-70. Thank you.
gọi là điều trẻ nước. Và có một bài thơ bài đã trước đã đêm qua là thơ xin giới thiệu Mặt Tiên. Đọc cái bài thơ đó hôm nay là Mặt Tiên rất là đặc đáo. Bác đọc to tí nhá, bác đọc to lên nhá. Vâng, bài thơ của Thành Dương không đến dự được. Chắc cái này là coi như là đúng như ngày xưa đấy. Gần như ngày xưa, ngày xưa là không có biết gì hết. Mà là nói bò hết, cái này là nói như bố. Kính thưa thầy giáo và coi như là tất cả các bác đồng nghiệp, một là cách đây 52 năm mới du ra đã ý tưởng và qua một thời gian dài là chúng ta duy trì được cái nhận thức. Hôm nay thì báo cáo các chị là tỉnh nào cũng như thế nào cũng mới đang cái này nhìn chung ở Hà Nội nữa, và lần sau có tổ chức Thanh Hóa rồi cũng được, rất là sau là coi như này cũng được. Hôm nay chúng đưa cả bà xã đi nè, để gặp bạn anh em này, hôm trước xã vào nhà gặp bà xã cũng được. Thế bữa sau là anh em có đi qua nhà vào bà xã nó một tiếp. Nhưng hôm nay mà lần đầu tiên ta tổ chức cái khóa ở đây là
Đỗ Văn Khởi, lớp trưởng lớp 7C, có ý kiến trong buổi gặp mặt truyền thông. Từ năm 65 trường ta bắt đầu vào khu nhập ngũ. Và đến khóa ta cũng nhanh từ đó ấy,
là trong vừa qua anh 4 lần nhập ngũ các khóa. Tôi ở trường thì năm tôi nhớ lại là trong lịch sử trường ấy, là có trên 500 người, trong 500 thầy trò trong tất cả các năm từ khi có trường 500 thầy trò nhập ngũ. Thank you.
39. Nhưng mà tôi nói một cái ảnh hưởng lớn nhất của anh là cái tập trung được anh học sinh chúng ta đã được ngành từ trên học khóa 19 nhưng rất giỏi. Học xong thì hiện nay là gì không? Anh làm nghề quốc gia an ninh quốc nghiệp. Anh sinh làm nghề an ninh quốc nghiệp. Anh ở châu Âu mấy chục năm. Bây giờ anh không chiếm được gì cho anh chiếm tình cảm này. Anh làm sẵn ra cao. Anh học sinh làm bộ thắng lập lên của ta bác của người mình. Và cùng anh giữa học khóa 19 tại châu Âu ấy. Cuối cùng của buổi gặp mặt truyền thống khóa 7 trường trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương kỷ niệm 52 năm ngày tựu trường 15 tháng 8 1967 15 tháng 8 2019 được tổ chức tại nhà hàng Thu Hằng số 18 đường Lê Đức Thọ quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội. Vâng, chúng ta rất là vinh dự được sự hiện diện của thầy Nguyễn Hữu Trị. Mặc dù tuổi cao nhưng thầy đã không quản ngại khó khăn, thời tiết nắng nóng và sắp xếp thời gian đến dự với buổi gặp mặt truyền thống ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu là bác Đào Văn Trạo, thay mặt ban liên lạc của khóa 7 có những cái lời tâm sự và lời chúc sức khỏe của thầy giáo cùng với hội cựu sinh viên Quế Võ Hà Bắc. Và hình ảnh của buổi gặp mặt truyền thống khóa 7 trường trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương Quế Võ Hà Bắc được khép lại ở những phút giây cuối cuốn video này. Đỗ Sinh xin chúc thầy giáo Nguyễn Hữu Trị, chúc các anh chị khóa 7 trường trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương nhiều sức khỏe để chúng ta được tổ chức nhiều buổi gặp mặt từ khóa cho đến trường nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn ạ.